Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy may mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Ất Mùi trong năm 2020. Trong năm Canh Tý này, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ. Phong Thủy may mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Ất Mùi trong năm 2020. Vận trình của con giáp này về cơ bản khá là thuận lợi, công danh, tài lộc đều trên đà phát triển thịnh vượng, song có thể phải đề phòng họa tiểu nhân ập tới. Tử vi 2020 cho thấy trong năm tuổi Mùi hại Thái Tuế nên Phong Thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy may mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy may mắn khái quát chung về tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Sa Trung Kim, có ngày sinh từ 24 tháng 1 năm 1955 đến ngày 11 tháng 2 năm 1956. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét đến nam mệnh. Về sức khỏe, năm 2020, sức khỏe của người tuổi Mùi phải chịu nhiều tổn hại do có sao thương quan chiếu mệnh cũng như là ảnh hưởng của cục diện Tý Mùi tương hại. Tý Thủy có sức ảnh hưởng lớn, dễ khiến cho yếu tố hỏa của Mùi Thổ bị tổn hại. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không quá khả quan nên cần hạn chế uống rượu bia và các chất kích thích để phòng bệnh cao huyết áp. Các bệnh vặt như là cảm cúm, nhức đầu cũng thường xuyên xuất hiện. Ngoài ra thì bản mệnh cũng dễ mắc các bệnh về cơ bắp, xương cốt. Sức khỏe kém trong năm hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Người tuổi Ất Mùi gặp năm Canh Tý thiên can canh kim lộ xuất thương quan, còn địa chi Tý Thủy lộ xuất thiên tài và Tý Mùi tạo nên cục diện tương hại, nên trong năm nay người tuổi Ất Mùi vẫn có thể gặt hái được thành công nhất định trong việc làm ăn, khá thuận lợi trong việc buôn bán kinh doanh, tài chính hoặc là thủy lợi, nhà hàng. Thế nhưng vì năm nay là năm phạm cục diện hại Thái Tuế nên dù làm ăn khá thì cũng vẫn còn tồn tại những tín hiệu nguy hiểm. Nếu không có sự đề phòng thì dễ gặp phải tổn hại do tai họa ngầm. Xét về sự nghiệp của tuổi Ất Mùi trong năm 2020, do ảnh hưởng của Tý Thủy lộ xuất thiên tài và cục diện tương hại nên người tuổi Mùi thường rơi vào tình trạng nóng nảy, dễ bực bội, phải làm việc vất vả hơn mọi người. Tuy nhiên, điều an ủi là bản mệnh khá có duyên nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính. Nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn sẽ gặp được cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân giúp chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Xét về tài lộc của tuổi Ất Mùi năm 2020, con đường tài lộc của người tuổi Ất Mùi trong năm Canh Tý khá là thuận lợi do có thiên tài chiếu mệnh, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, thủy lợi hoặc là thực phẩm. Tuy nhiên, bản mệnh nên biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc, không nên thấy những mối làm ăn lớn kiếm lợi nhiều mà đầu tư không suy nghĩ, bởi những quyết định nóng vội có thể dẫn đến những sai lầm không đáng có, thậm chí có thể khiến bạn rơi vào cảnh tiền mất tật mang, phá sản. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Ngoài ra thì trong đời sống hàng ngày bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên tiêu tiền cho những việc không cần thiết, cho dù là khi tài chính dư giả thì cũng nên biết giữ mình. Xét về tình cảm, phái nữ nên có cách cư xử đúng mực, không nên quá nóng nảy, bốc đồng, nói năng không suy nghĩ khiến cho đôi bên đều phải chịu tổn thương. Để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái thì nên thỉnh Khổng Tước Phỉ Thúy. Khổng Tước Phỉ Thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Còn xét về phương diện cuộc sống gia đạo, cuộc sống gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc.
với con cái, có nhiều tin vui đưa tới, có khả năng rất lớn là gia đình sẽ có thêm thành viên. Còn xét về phương diện sức khỏe, trong năm nay thì quý bà nên chú ý bệnh về tuổi già và sức khỏe không được tốt do suy nghĩ nhiều. Nữ tuổi Ất Mùi cần tránh đến những nơi u ám, ẩm ướt, nếu không dễ khiến cho cơ thể không thích nghi được, gây tổn hại lớn. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì nên thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời rèn luyện sức khỏe. Còn xét về phương diện làm ăn sự nghiệp, công việc làm ăn không được tốt, tuy nhiên về sau thì gặp nhiều may mắn. Về tài chính tiền bạc của quý bà Ất Mùi, tiền bạc hanh thông, tuy nhiên cũng chi tiêu nhiều vào cuộc sống gia đình. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Ất Mùi năm 2020, tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý, vận thế của người tuổi Ất Mùi xét về tổng thể không mấy thuận lợi, đặc biệt là trên hai mặt sự nghiệp và tình cảm, thậm chí là bản mệnh có thể gặp rất nhiều yếu tố cản trở. Cụ thể, trong công việc, người tuổi này phải đối diện với nhiều vấn đề khó giải quyết, nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến cho việc phát triển gặp nhiều khó khăn. Những người có ý định khởi nghiệp không nên bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay trong khoảng thời gian này, mà nên lùi lại kế hoạch, suy tính kỹ càng hơn và chuẩn bị tất cả mọi mặt cần thiết. Tử vi tháng 2 âm lịch. Đến tháng 2 âm lịch, phương diện tài lộc và sức khỏe của bản mệnh có những dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là vào thời điểm cuối tháng, bản mệnh có thể nhận được những khoản lợi nhuận rất là khả quan. Nhờ có thần tài phù trợ nên bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trong lĩnh vực đầu tư hoặc là cổ phiếu. Khoảng thời gian cuối tháng thì có thể nhận được tiền thưởng khiến cho tài chính dư giả. Trên phương diện sức khỏe thì bản mệnh có thể mắc phải một vài căn bệnh vặt hoặc là bị tổn thương khi sử dụng những vật sắc nhọn như dao kéo nên phải chú ý nhiều hơn. Tử vi tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch, vận thế của người tuổi Ất Mùi khá là ổn định, bạn có thể có những bước chuyển khá lớn tích cực trong sự nghiệp. Những kế hoạch đã đặt ra từ trước cũng có thể thực hiện một cách tuần tự, không gặp nhiều trở ngại khó khăn. Vì có những bước tiến tích cực trong sự nghiệp nên là tài lộc của bản mệnh cũng vô cùng ổn định. Ngoài ra, những người có công việc làm thêm hoặc là có ý định đầu tư cũng thu được lợi nhuận ở mức khá, giúp cho nâng cao chất lượng cuộc sống. Tử vi tháng 4 âm lịch. Vào tháng 4 âm thì người tuổi Ất Mùi gặp khá nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Xét về tổng thể thì vận thế có chiều hướng đi xuống, tuy nhiên thì tình hình sức khỏe lại khá ổn định. Về phương diện sức khỏe thì cần chú ý rèn luyện thân thể, đặc biệt là nâng cao sức đề kháng và miễn dịch. Bước vào tháng 5 âm lịch, tình hình sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều khởi sắc, chuyện tình cảm cũng có nhiều vấn đề không được như mong muốn. Một nguyên nhân lớn gây ra những rắc rối này là vì cảm xúc của người tuổi Ất Mùi lên xuống thất thường, dễ nóng nảy hoặc xúc động vì một việc nhỏ nhặt, dễ đưa ra những quyết định vội vàng, tâm lý bất an, căng thẳng gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng và hiệu quả công việc. Khi đối diện với tình hình này thì bạn cần phải thả lỏng bản thân, không nên để những chuyện không mong muốn trong cuộc sống gây tác động tới công việc. Tử vi tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tình hình tài chính của người tuổi Ất Mùi khá bình lặng nhưng sức khỏe lại có dấu hiệu đi xuống khá là rõ rệt. Trong thời điểm này thì bản mệnh có mức thu nhập ổn định, chủ yếu dựa vào mức tiền lương hàng tháng. Số tiền đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, cổ phiếu tuy không tạo ra nhiều lợi nhuận nhưng cũng không có dấu hiệu lỗ vốn. Người tuổi này thì cần học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên tiêu xài lãng phí tiền bạc vào những sản phẩm hay là hoạt động không cần thiết. Về vấn đề sức khỏe, bước vào thời điểm hè nóng nực, cơ thể không kịp thích nghi sẽ chịu tác động khiến cho bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, viêm nhiệt, đau đầu. Vì thế cần phải bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể, ăn uống lành mạnh, chú ý bổ sung rau, hoa quả có tác dụng thanh nhiệt giải độc, có biện pháp chống nóng hiệu quả. Tử vi tháng 7 âm lịch. Bước vào thời điểm tháng 7 âm lịch, tài lộc của người tuổi Ất Mùi không có nhiều biến động, vẫn giữ ở mức bình bình như tháng trước. Nhưng xét trên phương diện sự nghiệp thì có nhiều thay đổi tích cực. Bản mệnh duy trì được trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, tiếp tục phát triển theo định hướng từ trước. Cho dù phải đối diện với áp lực công việc khá là nhiều nhưng bản mệnh biết biến đây thành động lực để tiếp tục cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phương diện tài vận, nhiều khả năng bản mệnh sẽ phải chịu áp lực kinh tế lớn, vì thế nên bạn phải học cách tiết kiệm, sử dụng tiền bạc hợp lý, không nên tiêu tiền một cách mù quáng hoặc lãng phí, đặc biệt là những người đã lập gia đình càng cần phải giữ vững lý trí hơn.
Tử vi tháng 8 âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi này vẫn có những bước phát triển tích cực, tuy nhiên phương diện tình cảm lại lên xuống thất thường. Trong công việc thì có thể bản mệnh sẽ phải đối diện với một vài thử thách hoặc là nội dung công việc mới, nhưng về tổng thể vẫn có thể tự dựa vào khả năng của chính bản thân mình để giải quyết và hoàn thành. Tử vi tháng 9 âm lịch, trong tháng 9 năm Canh Tý âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Ất Mùi có dấu hiệu tốt đẹp trở lại, tuy nhiên vấn đề sức khỏe lại có nhiều điều cần phải lưu tâm. Sức khỏe bản mệnh dễ bị cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, thất vọng hoặc là buồn chán do phải chịu đựng nhiều áp lực công việc, phiền não trong cuộc sống. Khi rơi vào vấn đề này thì bạn có thể thư giãn bằng cách cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tham gia du lịch, giao lưu để có những suy nghĩ vui vẻ, tích cực hơn. Tử vi tháng 10 âm lịch, người tuổi Ất Mùi phải đối diện với nhiều rắc rối trong sự nghiệp vào tháng 10 âm lịch này. Tuy nhiên, tài lộc lại không chịu nhiều ảnh hưởng xấu, thậm chí đạt ở mức ổn định và có dấu hiệu tăng nhẹ. Khuyên người mệnh Ất Mùi hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân, hóa giải thị phi miệng tiếng. Có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ in hình 3 con linh vật Hợi, Mão, Mùi sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Tử vi tháng 11 âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi Ất Mùi duy trì ở mức ổn định so với tháng trước, còn tình hình sức khỏe thì có dấu hiệu ổn định. Bản mệnh không gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, thời tiết đã trở lạnh nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm, hoạt động thể dục thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến cho đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Tử vi tháng 12 âm lịch, trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý, vận thế của bản mệnh có những dấu hiệu khá là tích cực. Sự nghiệp thì phát triển rực rỡ. Trong công việc, bạn có cơ hội khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, nhất là với những ai làm trong công việc marketing, bất động sản và tài chính. Bạn không chỉ học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý mà còn thu hút được sự chú ý của mọi người, giữ được trạng thái tinh thần tích cực, hoạt động nhóm, nhận được sự biểu dương và khen ngợi của cấp trên. Cuối cùng là hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Xem tử vi tuổi Ất Mùi năm 2020, con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, tài lộc cũng dồi dào, tuy nhiên dễ bị thị phi bủa vây mà gặp phải tai họa khôn lường. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn trong năm nay, bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc dây bát bảo tâm kinh để mọi việc được suôn sẻ may mắn hơn. Ngoài ra, chuyện tình cảm đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, nên thận trọng giữ mình. Trong năm này thì nhị hắc chủ về sức khỏe nhập vào phương chính nam, đây là bệnh tinh có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người sống trong nhà. Vì thế, bản mệnh cần lưu ý tránh để chỗ ngồi, chỗ ngủ hay là bếp nấu của mình nằm ở vị trí này. Nếu có thể thay đổi thì nên thay đổi, tránh tai họa ập xuống. Tứ lục chủ về sự nghiệp bay vào phương Tây Nam, muốn thúc vượng sự nghiệp có thể đặt bàn làm việc, phòng làm việc ở vị trí này trong nhà. Mệnh chủ cũng có thể đặt tượng voi phong thủy trên bàn làm việc của mình để tăng vận vượng quý nhân. Nên lưu ý giữ cho nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ, các luồng khí lưu thông, có thế mới là phong thủy tốt. Những điều tốt đẹp, cát lành luôn đến với gia đình. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Ất Mùi Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào những chương trình sau.